Nhắc lại lần nữa nha, các bạn mà chưa làm được những cái nội dung cũ hoặc là còn đang lần mò theo những cái nội dung cũ thì các bạn tạm dừng cái việc cá nhân của bạn lại để theo dõi cái nội dung mới này và làm theo luôn nha, để đỡ mất thời gian, tại vì cái nội dung này nó tương đối độc lập với lại các cái nội dung mà chúng ta đã làm việc ở trong những cái buổi trước. Đối với lại một cái view ở trong Revit thì một cái view đây là những cái bữa giờ chúng ta làm việc gì, chúng ta vẽ mặt bằng thì chúng ta sẽ dùng floor plan nhé. Nhắc lại lần nữa là floor plan là nơi các bạn vẽ mặt bằng tường rồi sàn nhà rồi mấy bữa là cửa rồi bàn ghế nhá. Một số bạn là đầu buổi này là có dùng đến cái ceiling plan thì các bạn không nên nha, tại vì ceiling plan để vẽ bằng trần, khi nào các bạn vẽ trần chúng ta mới dùng, chúng ta không dùng ceiling plan để chúng ta vẽ những cái đối tượng đó. 3D là khung cảnh, mặt đứng là elevation. Thì thầy vẫn chưa thấy các bạn, có nhiều bạn là chưa đổi tên mặt đứng theo trục, cho nên các bạn vẫn để là north east south west thì các bạn nên đổi nha. Thì đối với lại một cái view nói chung, nó sẽ có chế độ cho phép chúng ta quản lý việc ẩn hiện các cái đối tượng ở trong nhìn thấy ở trong này. Thì cái cách để các bạn quản lý được cái đó thì các bạn sẽ ở trong cái view này và không chọn một đối tượng nào hết nha, không chọn một đối tượng nào hết. Các bạn nhìn trong bảng property thì lúc này property của nó là sẽ là thông số của cái 3D view này, các bạn thấy chưa? Còn nếu như các bạn chọn một đối tượng nào đó thì bảng property này nó là cái property của đối tượng đó, ví dụ đây là cái floor thì nó là property của floor. Đây là cái đường level thì nó là property của level. Còn khi các bạn kích chuột ra bên ngoài, các bạn không chọn gì cả thì nó là property của 3D view. Và chúng ta kéo xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có cái bảng là Visibility Graphic Override nha. Phím tắt của nó là chữ VG. Một á, là các bạn bấm vào cái bảng edit này. Một là các bạn bấm vào cái bảng edit này. Hai á, là các bạn bấm phím tắt là VG thì cũng ra cái bảng này. Cái bảng này nó gọi là Visibility Graphic Override for, các bạn thấy nha, cho cái 3D view này, và cái 3D view này đang có tên là 3D. Rồi, có cái chữ 3D này nha. Nha các bạn để ý cái tên của nó ở phía sau này. Thì trong cái bảng này á, các bạn muốn ẩn cái gì đi, các bạn không muốn thấy cái gì ở trong cái view 3D này thì các bạn chỉ việc là bỏ dấu tích vào phía trước nó. Ví dụ các bạn thấy hầu như tất cả những cái này nó đang dấu tích ở đây, ở trong cái tab model category, như cái tab đầu tiên là cái tab về vật thể. Bây giờ nếu như thầy bỏ dấu tích của cái wall đi, là cái tường nha, tiếng Anh là tường, ta apply nha, bấm ok, các bạn thấy là toàn bộ tường của công trình đã bị ẩn đi, chỉ còn để lại hệ khung cho các bạn thôi. Nếu như các bạn thích ẩn cái phần mái đi thì chúng ta sẽ có là mái, tiếng Anh là roof nha các bạn, thì các bạn sẽ ẩn cái roof đi nha. Chúng ta bấm ok, chúng ta sẽ có là chỉ còn lại cái cột với lại cái sàn, đúng không? Đó là những cái đối tượng đã bị ẩn đi. Còn nếu như các bạn muốn bật lên lại thì các bạn lại vào đây và các bạn sẽ đánh dấu nó vào cái mục, ví dụ như chúng ta lại bật lại cái máy thì chúng ta sẽ bấm vào roof, chúng ta muốn bật cái tường thì chúng ta sẽ bấm vào cái wall. Đó là cái thứ nhất. Như vậy thì trong cái quá trình mà các bạn vẽ hay làm việc với dự án thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái view 3D cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ đây là cái view 3D mà hiển thị đầy đủ nhất tất cả mọi thứ thì chúng ta để nguyên như thế này. Chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái view 3D khác, ví dụ như các bạn muốn tạo một cái view 3D chỉ để thể hiện cái phần mà hệ khung kết cấu chịu lực thôi, không có tường, không có cửa chẳng hạn như thế, thì các bạn sẽ làm thao tác là kích chuột phải vào cái này, kích chuột phải vào một cái view và các bạn sẽ chọn là duplicate view lên. Và duplicate lên á, thì nó sẽ cho các bạn là hai chế độ. Chế độ thứ nhất là các bạn chỉ nhân bản cái view này lên thôi. Còn chế độ thứ hai là các bạn sẽ nhân bản cái view mà nó đi kèm với detail. Detail ở đây là cái gì? Detail ở đây nó là những cái đường ghi chú, những cái đường kích thước. Nếu như các bạn đã có đưa vào, trong trường hợp này chúng ta chưa có gì hết, cho nên chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên là duplicate cái mô hình không thôi, chứ không có gì hết.
chúng ta sẽ chọn là Đức Vị Cây nha, là nhân đôi nha, nhớ là kích chuột phải một cái view và chúng ta sẽ chọn là Đức Vị Cây. Thì sau khi các bạn có Đức Vị Cây lên là các bạn sẽ thấy là có một cái view tên là 3D copy 1. Đây là cái phiên bản sao chép của cái view này. Thực chất cái mô hình của bạn vẫn chỉ là một mô hình thôi, ở đây nó tạo ra nhiều cái view thôi chứ không có gì hết trơn á. Nó giống như mấy cái scene mà các bạn đã tạo ở trong cái phần mềm SketchUp, nó giống như thế thôi. Và ở trong này thì các bạn có thể là kích chuột phải, các bạn chọn rename và các bạn chọn là đổi tên như là phối cảnh kết cấu chẳng hạn như thế nha. Và trong cái phối cảnh kết cấu này thầy sẽ vào trong cái bảng visibility graphic override, cái bảng VG đó. Bây giờ chúng ta sẽ gọi với nhau gọi là bảng VG cho nó nhanh nhá, thuật ngữ là hay gọi nó chịu với nhau là bảng VG. Ở trong bảng VG này thầy sẽ bấm vào cái nút on để thầy chọn hết tất cả những cái đối nhóm đối tượng trong này, và thầy bấm thầy tắt đi hết, thầy tắt đi sạch luôn nha. Rồi bằng cách là thầy bấm vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy là nó tắt đi hết nha. Rồi sau khi tắt đi hết xong, bắt đầu thầy mới đi bật thủ công từng cái. Bây giờ đối với cái này là để phối cảnh kết cấu thì thầy chỉ cần là hiện lên cái sàn gọi là floor, chỉ cần hiện lên cái phần mái là phần roof, chỉ cần hiện lên cái cột chịu lực thì gọi là structural column. Và sau này là cái dầm nữa thì hệ thống dầm chịu lực ở trong công trình nó gọi là structural framing nha các bạn. Những cái hệ thống dầm dọc, dầm ngang thì gọi chung là structural framing. Như vậy thì bật lên là 4 cái, tạm thời bật lên 4 cái. Nếu như sau này các bạn có cầu thang nữa thì các bạn muốn hiện cầu thang nữa thì các bạn cũng bấm một cái stair, cầu thang là stair đúng không? Lan can là railing nếu như các bạn có vẽ. Ram dốc thì nó tên là ram ở đây đó. Nếu các bạn biết tiếng Anh cơ bản thôi là các bạn có thể là phân biệt được cái vấn đề này. Rồi chúng ta bấm OK nha. Thì như vậy thì cái phối cảnh này các bạn thấy nó chỉ có hiển thị cái phần khung bao của công trình thôi, chúng ta có sàn, có cột, chúng ta chưa có vẽ dòng. Còn trong cái phối cảnh bình thường này thì nó hiển thị đầy đủ. Ở như thế thì các bạn sẽ không cần phải chỉnh riêng từng cái phối cảnh nữa. Mỗi phối cảnh chúng ta sẽ hiển thị một cái đối tượng, một loại đối tượng khác nhau để chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta làm. Rồi mọi người điều chỉnh ở trên máy, mọi người đi ngang cái này nha. Đối với lại các cái đối tượng ở trong một cái view bất kỳ nha, chứ không chỉ riêng là 3D. Khi các bạn chọn vào nó, ví dụ như vậy thì chọn vào trong cái miếng sàn này và thầy kích chuột phải, thì trong Revit cho phép các bạn là ẩn đối tượng đi, ẩn ở trong cái view này thôi nha, ẩn ở trong view này, trong view khác nó vẫn hiện ra nha. Và trong này nó sẽ có ba chế độ thì về mặt cơ bản chúng ta làm quen với hai cái đầu. Đầu tiên á, nếu như các bạn chọn High in View Category là cái này này, thì nó tương đương với cái việc là các bạn vào trong bảng VG và các bạn tắt cái sàn nhà đi. Ví dụ nếu là cái sàn, ví dụ ở đây nhá, thì chọn kích chuột phải một miếng sàn và thì chọn là High in View mà High theo kiểu Category, tức là theo cái nhóm đối tượng. Thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái sàn như này nó sẽ được ẩn đi. Như vậy thì cái thao tác hai category nó tương đương với việc các bạn vào trong cái bảng VG của một view và bật tắt cái này, bật tắt cái floor này. Cái tường cũng thế nha các bạn. Nếu như các bạn chọn cái tường này, các bạn kích chuột phải, các bạn high in view category là theo cái nhóm đối tượng tường, như vậy tất cả những cái tường ở trong cái view này sẽ bị ẩn đi. Đó, thấy chưa? Nó tương đương với việc là các bạn vào trong bảng VG, các bạn tắt bật cái này. Ok. Tùy chọn thứ hai là chúng ta sẽ kích chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn là High View Element. Element là cá thể, là đối tượng. Thì bây giờ nếu như các bạn chỉ chọn cái này thôi á, thì chỉ một mình đối tượng này bị ẩn đi thôi, chứ còn những cái floor khác nó vẫn giữ nguyên. Thì đó là nếu như các bạn mà muốn ẩn một cái cá thể đơn lẻ nào đó. Ví dụ như bây giờ thầy muốn ẩn cái cột đi thôi, một mình cái cột này thôi thì sang High View Element. Đối với những cái đối tượng mà các bạn đã ẩn đi rồi á, các bạn muốn biết là đối tượng nào đang bị ẩn đi á, thì các bạn nhìn xuống thanh công cụ bên dưới này, nó có một cái gọi là bóng đèn. Cái bóng đèn này nhìn giống như cái bóng đèn này. Đây là công cụ Review Hidden Element để cho chúng ta sẽ nhìn thấy những đối tượng đang bị ẩn. Khi các bạn bấm vào cái bóng đèn này của một cái view thì giao diện nó sẽ chuyển sang một cái view, nó có cái viền tím như này, gọi là cái khung nhìn này đang chuyển sang chế độ là Review Hidden Element.
thì những cái đối tượng nào đang bị ẩn đi nó sẽ có màu tím nha các bạn. Đây, đang có màu tím. Và các bạn có thể là lúc này các bạn có thể chọn đối tượng này và các bạn kích chuột phải, các bạn sẽ chọn là N2 in view và N2 dạng element. Đó, thì các bạn sẽ gõ lại nè. À, nó sẽ ra lại. Và sau khi các bạn làm việc xong rồi, các bạn bấm cái bóng đèn một lần nữa để quay trở lại chế độ xem thông thường nha. Bấm cái bóng đèn một lần nữa thì sẽ quay trở lại chế độ xem thông thường. Đó. Tương tự như vậy thì sang bên cái phối cảnh kết cấu này thì bật cái bóng đèn lên, các bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái bức tường ở trong này nó đang là màu tím, tại vì cho chúng ta biết được là trong cái view này thì tường đang bị ẩn đi. Ngoài ra nó có một số thứ khác nữa, ví dụ như cái góc tọa độ này nó cũng đang được ẩn đi để chúng ta khỏi thấy, đỡ rối mắt thôi, không gì chứ. Thì cái này các bạn không cần phải hiện ra làm gì. Và đối với cái này thì các bạn có, nếu như các bạn thích thì các bạn có thể là ẩn hai in view của chúng ta. Ở trong trường hợp này chúng ta ẩn nó bằng cái bảng VG nên chỉ có chế độ là ẩn hai by category thôi, tức là bằng cái cách như thế này hiện lên hàng loạt, phải không? Là tương đương với việc các bạn vào trong bảng VG này rồi các bạn tắt đi. Đó, những công cụ này nó tương đương với nhau là vì như thế. Đó là cái thao tác mà ẩn hiện với lại là quản lý ẩn hiện. Ở tiếp tục nha, thầy hướng dẫn thêm một vài cái thao tác nữa để các bạn thử trên máy mình luôn một lần nha, theo dõi nha. Đối với lại một cái view 3D, nó còn có một cái chế độ xem nữa rất là tiện dụng. Đó là các bạn ở trong view 3D này, các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn thấy cái chế độ là ở trong cái mục extend này có cái chế độ là section box, là cái hộp cắt nha, cắt theo kiểu cái hình hộp. Đây, chúng ta sẽ bấm vào đây nha. Nếu như các bạn thích cái chế độ này thì các bạn có thể là bấm vào cái section box này, kích hoạt nó lên đối với là cái view 3D. Thì sau khi các bạn kích hoạt lên á thì xung quanh công trình nó có một cái hộp như này. Và khi các bạn chọn vào cái đường viền cái hộp này thì các bạn sẽ thấy là cứ 6 mặt của nó sẽ có cái mũi tên theo dạng là hai chiều như thế này. Thì các mũi tên này các bạn có thể là bấm giữ nguyên một mũi tên nha. Ở những cái mũi tên mà nó gần với cái mặt tường này thì các bạn cẩn thận khéo bấm nhầm vô cái tường là không ổn nha. Ví dụ như các bạn bấm vào cái mũi tên này, các bạn bấm giữ nguyên. Sau đó thì các bạn sẽ di nó vào. Đó, di đâu nó cắt đến đó. Đây di đâu nó cắt đến đó. Để cho các bạn xem cái mặt cắt phối cảnh của công trình. Ví dụ như này. Các bạn di đến đâu thì nó cắt đến đó. Đồng thời ví dụ như các bạn cắt phối hợp cả hai mặt luôn, ví dụ như các bạn muốn cắt phối hợp như thế này, đúng không? Thì chúng ta sẽ di đâu các bạn cắt đến đó. Thì cái này nó gọi là chế độ view theo kiểu là section box. Thậm chí là các bạn cắt cái này, ví dụ các bạn muốn thể hiện cái phối cảnh tầng, đúng không? Thì các bạn sẽ cắt vào đây. Đây. Đó. Và khi mà các bạn không thích cái section box này nữa thì chúng ta sẽ tắt cái đi, thì chúng ta sẽ mất cái chế độ section box để chúng ta lại phối cảnh bình thường. Thì cái này nó là section box nha các bạn. Rồi. Và khi các bạn tắt đi, các bạn bật lại thì các bạn sẽ phải chỉnh lại. Đó. Cho nên là trong trường hợp này á, nếu như các bạn muốn tạo ra một cái phối cảnh, ví dụ như các bạn muốn tạo ra cái phối cảnh tầng 1 thì chúng ta lại làm như ban nãy, chúng ta sẽ kích đôi vào cái này, chúng ta chọn duplicate view lên, đúng không? Duplicate. Sau đó thì chúng ta sẽ rename nó, chúng ta sẽ ghi là phối cảnh tầng 1. Ở trong cái phối cảnh tầng 1 này thì chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ section box lên và chúng ta sẽ chỉ việc là di cái ông này xuống, đúng không? Chỗ này tầng 2, di xuống thêm xíu nữa là sẽ thấy tầng 1. Như vậy thì cái phối cảnh tầng 1 của bạn là cái này. Đây là cái phối cảnh tầng 1 của bạn. Ví dụ như chỗ này dính vô cái sàn đang bị cắt này, nó nhìn nó kỳ kỳ đúng không? Thì chúng ta xuống một chút xíu. Qua khỏi luôn để chúng ta nhìn thấy cái tường như này. Đây là cái phối cảnh tầng 1. Thì bây giờ các bạn có thể là các bạn xoay để các bạn chọn cái góc nào cả các bạn cảm thấy trình bày đẹp nhất thì các bạn sẽ có được cái phối cảnh này. Phối cảnh kết cấu rồi phối cảnh bình thường rồi. Cái section box này nó có một cái cách kích hoạt rất là nhanh khác nữa để cho các bạn có thể là quan sát nhanh một cái cấu kiện cụ thể. Ví dụ như bây giờ các bạn đang ở cái phối cảnh chung này, hoặc là đang ở bất kỳ một view nào, ví dụ như là thầy ở view tầng 1 đi, bây giờ đổi kiểu đi, thầy sang mặt bằng tầng 1. Thầy muốn là quan sát cái phối cảnh cục bộ của cái ông này, của cái chỗ ông tường trang trí này, thì thầy sẽ chọn hết những cái đối tượng thầy muốn quan sát. Và ở trên này nó có một cái cung nút công cụ, nó gọi là section box, phím tắt của nó là BX nha. Các bạn chọn đối tượng, các bạn bấm cái này hoặc là các bạn bấm chữ BX, tự động nó sẽ tạo ra, không phải nó tạo ra mà tự động nó chỉnh cái section box về cái chỗ mà cục bộ của cái đối tượng đó để các bạn có thể quan sát nhanh, các bạn biên soạn, các bạn vẽ nó nhanh.
À, và tất nhiên là đây là cái phối cảnh 3D bình thường nhé, và các bạn muốn quay trở lại xem lại toàn bộ công trình thì các bạn chỉ việc là tắt sẽ sửa bóc đi, được chưa? Làm lại nhé, ví dụ như thầy ở tầng 2 thầy muốn quan sát cái khu vực tủ đồ này, thầy sẽ bấm cái lệnh là BX. À, nếu như các bạn không muốn ở đây, đây là khu vực 3D cục bộ cho cái khu vực tủ đồ này, thì khi vô đây rồi bắt đầu mới thấy câu chuyện là những bức tường này nó chưa bắn lên đến mái. Nếu như các bạn thích những bức tường này bắn lên trên mái thì các bạn có thể là kéo giống rộng cái section box của khu vực này ra, sau đó các bạn sẽ chọn bức tường này ở tắt tung bay rồi chọn cho nó là cái mái thì bức tường này sẽ bắn lên là khá như đây. Để các bạn có thể quan sát nhanh những khu vực ở bên trong. Và các bạn khi mà các bạn quan sát nhanh như thế này thì các bạn thấy là bên trong chưa được xử lý thì các bạn có thể là xử lý nó sẽ dễ dàng hơn. Đây là cái cách để chúng ta tạo cái phối cảnh cục bộ cho một cái khu vực nào đó ở trong cái mô hình chúng ta để chúng ta có thể là điều chỉnh nó tốt hơn. Đi vô trong này bắt đầu mới nhìn thấy là những bức tường này nó chưa lên, đúng không? Đó, nó gọi là công cụ bế. Sở dĩ nó có cái phím tắt là vì sao? Vì hay dùng và rất là hữu dụng. Đó. Rồi, như vậy thì thầy đã giới thiệu cho các bạn chế độ section box để chúng ta làm việc nó nhanh chóng hơn và quan sát mô hình một cách tỉ mỉ hơn nha. Rồi các bạn thử nha, thử cái section box lên trên máy mình nha. Đối với lại một cái view nói chung và cái view phối cảnh nói riêng thì chúng ta vừa trước và chúng ta có nói chuyện với nhau là từ nay về sau khi các bạn vẽ thì các bạn nhớ để cái detail level là ở cái dạng là medium nha các bạn. Còn các bạn mà để ở dạng câu, dạng sơ lược á thì các bạn chỉnh vật liệu nó sẽ không có ra nha. Ví dụ như các bạn muốn chỉnh vật liệu là bề mặt của nó là vân cạnh nè, rồi mặt cắt của nó là cạnh chéo chéo tô màu thì nó sẽ không có ra. Nếu như các bạn để câu như thế này nó sẽ không có ra nha. Và chúng ta thường là chúng ta để medium thì nó mới ra đúng ý chúng ta được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, bên cạnh cái detail level nó có cái chế độ là visual style, tức là hiển thị ra bên ngoài thế nào nha. Thì ở trong này á, nó có 5 chế độ hiển thị cơ bản. Chế độ số 1 á, là chế độ wireframe, là các bạn thể hiện cái dạng khung dây. Như vậy thì toàn bộ những cái nét khúc của vật thể là các bạn thấy hết. Ví dụ như này, nếu như các bạn chỉnh sang wireframe và chế độ đầu tiên nha, là chế độ khung dây, là toàn bộ những cái nét của vật thể, kể cả nét khuất là thì thấy ra hết. Tất nhiên thì chúng ta bình thường chúng ta làm việc chúng ta không có dùng chế độ này mấy, chỉ trừ khi các bạn muốn quan sát góc này góc kia của một cái phối cảnh cục bộ. Chứ còn như cái phối cảnh này, phối cảnh hoàn chỉnh công trình của các bạn để wireframe các bạn là không thấy được để các bạn làm việc rồi, đúng không? Bình thường chúng ta cũng ít dùng. Chỉ khi nào ta muốn quan sát nó sâu sắc hơn, chúng ta điều chỉnh nó vào trong các góc khúc nó dễ hơn thì chúng ta mới dùng thôi. Chế độ thứ hai là chế độ hidden line, tức là chỉ thấy những cái đối tượng mà đối diện với các bạn thôi, còn những đối tượng mà khuất ở phía sau lưng của nó thì các bạn không thấy. Thì đây là chế độ chúng ta hay dùng nhất để chúng ta hiển thị vật thể trong quá trình chúng ta làm. Từ mặt bằng cũng hidden line này, rồi mặt đứng chúng ta để hidden line này, thì đó là cái chế độ thứ hai là chế độ hidden line là hay dùng nhất. Chế độ thứ ba, thứ tư và thứ năm là các cái chế độ có màu sắc. Trong đó cái chế độ thứ năm thì thầy bật lên cho các bạn trước, vì chế độ này là chế độ thực tế, chế độ hiển thị vật liệu giống như trong thực tế nhất, nên các bạn chọn realistic nha. Thì nó sẽ hiển thị dạng vật liệu trong thực tế, ví dụ như là gạch thì nó sẽ có kiểu là hoa văn gạch như này, bê tông thì nó có kiểu là hoa văn bê tông như này. Thì đây là chế độ vật liệu thực. Chế độ này nó giống như là khi các bạn làm việc với SketchUp, các bạn hiển thị cái vật liệu tester của nó ra. Thì cái tester này nó nằm ở đâu? Các bạn chọn vào bức tường nhé. Các bạn chọn vào bức tường, ví dụ như bây giờ là cái bức tường gạch này. Các bạn chọn vào cái bức tường này, các bạn sẽ vào trong cái phần Edit Type của nó. Và chúng ta sẽ vào trong cái phần là Edit Structure của bức tường. Và chúng ta sẽ vào trong cái vật liệu gạch xây. Trong cái vật liệu gạch xây này á, các bạn vào trong cái tab Appearance, là cái tab mà nó hiển thị đây là những cái gì hiển thị ra giống như thực tế. Thì trong cái này nó đang dùng một cái hoa văn gạch là cái hoa văn này, được chưa? Đang dùng cái hoa văn này. Bây giờ nếu như các bạn muốn đổi cái hoa văn này sang cái loại gạch khác thì các bạn sẽ bấm vào cái ô này. Đó, thao tác nó tương tự như SketchUp các bạn đã học thôi, không có gì khác hết, chẳng qua giao diện chữ nghĩa nó khác một chút xíu thôi.
Các bạn bấm vào cái ô này, sau đó các bạn sẽ bấm vào cái phần chuột này, là cái phần mà nguồn ảnh nha. Và các bạn sẽ bấm vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ đi, đây là cái thư viện mà hình ảnh mặc định của Revit. Nếu như các bạn cài đầy đủ thư viện thì nó sẽ có những cái này. Còn nếu không thì các bạn có thể là dùng cái thư viện riêng của bạn. Ví dụ như các bạn có thư viện, rồi các bạn có cái map, rồi các bạn có, ví dụ như các bạn có một loại gạch nào đó khác các bạn thích đưa vào. Ví dụ như các bạn thích đưa vào cái map gạch này, rồi các bạn bấm OK, Done, OK. Thì các bạn sẽ thấy là cái map này nó thay đổi nha. Tương tự như vậy đối với cái ông bê tông thế thôi, cái nào thế thôi, các bạn cũng vào trong cái phần, miễn là sao các bạn vào được cái chỗ mà tác động được vào cái vật liệu này đó. Và các bạn sẽ vào trong cái tab Appearance, các bạn bấm vào cái mục Email này, và các bạn sẽ bấm vào cái mục Sort để các bạn cập nhật cái hình ảnh bê tông khác. Các bạn có thể chọn đến cái đường dẫn thư viện vật liệu bạn hay dùng, ví dụ như là map. Ở đây thì chúng ta sẽ có là map bê tông thì thôi được rồi, nếu không thì không bê tông thì để tặng cái map sàn gỗ cho nó vui nhá, nhìn cho nó vui con mắt cũng được. Để như thế này, Open. Đây là cái phần mà chúng ta đã thay map. Thì cái này là nó sẽ phối hợp với chế độ xem là realistic. Realistic là thực tế, thì các bạn sẽ thay đổi nó. Tuy nhiên là máy nó không phải là ở chế độ hiển thị này, thì máy cũng phải tương đối là cấu hình nó cũng phải mạnh một chút xíu thì các bạn mới dùng chế độ này nha. Chứ còn nếu như cấu hình máy các bạn mà nó không có mạnh, hoặc là máy nó không có cặp hình rời, thì các bạn dùng chế độ này nó sẽ không có hiển thị ra ngon lành đâu, nhiều khi nó treo máy đó. Cho nên chỗ này thầy chỉ giới thiệu cho các bạn, thầy làm cái này để giới thiệu cho các bạn xem thử đã. Ở về nhà máy các bạn có thể ngon lành các bạn làm sau. Hai cái chế độ Save và Consistent Color, cái này hai chế độ này rất là hay dùng trong quá trình vẽ. Tại vì sao? Nó cũng có màu sắc, ví dụ như đây và nhìn nó sinh động hơn. Nếu như các bạn thích có sự sinh động thì chúng ta cũng có thể là dùng hai chế độ này. Chế độ số 1 là chế độ là Set, và chế độ thứ hai là Consistent Color, đúng không? Thì hai chế độ này á, nó giống như cái chế độ mà Hidden Line, nó có thêm chút màu sắc vật liệu vô nữa cho chúng ta. Thì cái màu sắc vật liệu ở trong hai chế độ này các bạn chỉnh ở đâu? Cũng lại vào trong cái này, Edit Type, vào trong cái phần Edit của tường, vào trong cái phần mà vật liệu gạch xây này đó. Và chúng ta sẽ tìm vào trong cái mục Graphic nha các bạn, Graphic. Thì như vậy này, các bạn để ý nè, trong cái thông tin của Graphic này, cái mục Setting này, thì cái màu này nó như thế nào á, là nó sẽ hiển thị ở trong cái chế độ kia như thế. Ví dụ như cái màu này đang là cái màu ruốc đúng không, cái màu như thế này. Các bạn thích cái tường gạch của bạn ở cái màu khác, ví dụ các bạn thích cái tường gạch của bạn nó là cái màu ví dụ như thầy chọn sang cái màu này đi, cái màu này, hoặc là cái màu màu nâu đi, màu nâu, OK, thầy đổi sang màu nâu nha. Rồi, sẽ thấy là cái màu nó chuyển sang màu nâu nha. Rồi, ví dụ như cái sàn bê tông cũng thế thôi. Bây giờ các bạn vào trong Edit Type, các bạn vào trong cái phần Structure, và các bạn sẽ tìm đến cái mục vật liệu này. Các bạn thay đổi cái màu sắc của cái phần Set này. Ví dụ như đang là màu xám này, bây giờ thì nghịch thì thầy đổi sang cái màu xanh này đi. OK nha các bạn. OK. Các bạn sẽ có là những cái đối tượng này nó sang cái màu xanh này. Rồi, ngoài ra nữa, cái ở trên bề mặt này á, bê tông thì hiện nay đang có chấm chấm này, còn cái này á, thì nó đang là gạch này. Thì nhìn cái gạch này là dễ nhất nha, thầy lại chọn cái bức tường này, Edit Type nha, thầy dẹp dẹp qua đây cho các bạn dễ xem. Ở trong cái vật liệu gạch xây nha, thì bây giờ có cái mô hình này á, thì giải thích cho các bạn nó dễ xem hơn. Thứ nhất, cái màu mà chúng ta hiển thị ở trong cái mục Set với lại Consistent Color là cái màu này. Ví dụ các bạn thích cái màu nó tươi sáng hơn thì các bạn có thể đổi sang cái màu tươi sáng hơn như thế này. Cái thứ hai, các bạn phân biệt hai loại Pattern. Pattern là cái hoa văn của cái bề mặt. Cái Surface Pattern là cái hoa văn mà nó hiển thị trên những cái bề mặt thấy này các bạn này. Thì nó gọi là Surface Pattern, là cái chỗ này nha. Surface Pattern nha. Surface Pattern là nó hiển thị ở trên cái bề mặt này thì nó gọi là surface nha, surface nha. Còn cut là tiết diện cắt,
Như vậy thì cớt bắt thần á là điều chỉnh hiển thị cho cái đích diện mà những cái gì mà bị cắt, được chưa? Vậy các bạn phân biệt hai cái nhóm này thì trong surface pattern nó có là foreground và background, là lớp trên lớp dưới. Cớt pattern nó có foreground, background và lớp trên lớp dưới. Ví dụ như hôm trước có hướng dẫn các bạn đó, lớp trên của cớt pattern là thầy đang để là cành chéo này, thấy chưa? Lớp dưới thầy đang dùng một cái solid fill và nó có màu. Còn đối với surface pattern hiện nay đang là cái hoa văn cạnh như thế này, các bạn thấy hoa văn cạnh như thế này đúng chưa? Còn cái background đó là không, nó không, chúng ta không có dùng, không dùng nha. Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả như thế này. Nếu như các bạn thay đổi cái surface pattern sang một cái khác, ví dụ như các bạn đổi sang cái loại gạch này đi, gọi là loại gạch block, hoặc là các bạn đổi sang cái loại đi herringbone này đi, đổi thử cho biết nhé. Ok, 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 các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có là cái surface pattern nó đổi. Một cách nữa nhanh hơn để các bạn vào cái vật liệu này mà không cần phải đi vòng qua cái edit type của bức tường làm gì cho nó mềm, đó là các bạn sẽ vào thẳng cái manic và các bạn quản lý nhé, và các bạn sẽ vào thẳng cái bảng vật liệu này, bảng quản lý vật liệu gọi là material đó, và các bạn sẽ search đến cái vật liệu là gạch xây. Ví dụ như các bạn biết trước ở đây là cái gạch xây thì các bạn search gạch xây đây, và ở đây thì các bạn có thể đổi màu cho nó. Ví dụ như bây giờ đổi sang cái màu này. Cái surface pattern thì không thích để cái gì hết thì các bạn để là no nên nhá, no pattern nên là vẫn ok đó, thì nó cũng sẽ như thế này nha các bạn. Rồi các bạn thử ở trên máy các bạn, nguyên tắc cơ bản thì nó là như vậy nha, vậy chúng ta sẽ thử ở trên máy của mình nha. Ví dụ như là cái mái nhà này nha các bạn nha. Ví dụ như cái mái nhà này, các bạn vào trong cái phần edit type của nó, đúng không? Các bạn sẽ vào trong cái edit structure của nó. Bây giờ bữa trước thì chúng ta đang dùng nhanh cái vật liệu bê tông cốt thép, đúng không? Các bạn có thể là bấm vào chọn cái vật liệu cho cái máy. Các bạn có thể là duplicate cái ông này lên, duplicate cái ông này lên, và chúng ta sẽ chọn là mái nhà chẳng hạn như thế nhá. Thì đối với lại việc mà các bạn chọn tạo ra cái vật liệu mới là mái nhà này, thì trong cái phần graphic này, trên cái phần foreground này, thay vì các bạn để các bạn làm gì, các bạn làm cái hoa văn mà giống như là cái viên ngói của mái đó, thì trong cái hoa văn này chúng ta sẽ có hai cái dạng chúng ta chọn. Một cái dạng drafting và dạng thứ hai là dạng model, đúng không? Chúng ta có thể là chọn cái dạng bên này cũng được, ở bên này hoặc là ở bên này, drafting hoặc là model. Ví dụ như bây giờ các bạn làm cái vật liệu ký hiệu cho cái vật liệu mái nó riêng ra, nó khác ra so với lại những cái thành phần khác, thì các bạn có thể là chọn ở trong một trong hai cái này các bạn làm. Ví dụ như đây thì chọn sang cái phần mà block 255 nhá, hoặc là chọn cái block là ở trong cái tag model nhá, block 255 450, chẳng hạn như thế. Ta bấm ok, và tất nhiên là sẽ chọn cho nó cái màu nó xám xám hơn tí, chứ là để màu đen thì nó tranh chấp lại những nét vật thể chính. Ta bấm ok nhá, rồi ta bấm ok. Ok, các bạn sẽ thấy là cái máy chúng ta nó có cái kiểu như thế này. Tùy các bạn lựa chọn, các bạn muốn cho cái máy bề mặt máy nó có cái vật liệu hiển thị nó khác đi so với bề mặt khác, thì các bạn có thể là thay đổi cái pattern trong cái surface của nó. Ở trong hai cái chế độ mà set và consistent color này á, thì thực chất hai cái này nó giống nhau, nhưng nó khác nhau một cái là trong cái chế độ set này á, thì các bạn sẽ thấy là cái mô hình của bạn nó tương tác với ánh sáng. Tương tác nghĩa là sao? Ví dụ cái mặt máy này màu sắc nó đồng đều với nhau, chất liệu đồng đều với nhau, nhưng nó giả sử như là ánh sáng đang từ phía trước này chiếu tới, cho nên là cái mặt này các bạn thấy nó sáng hơn này, và cái mặt này nó tối đi. Nhìn cái mô hình của bạn nó có cảm giác là nó có khối hơn. Ví dụ như cùng một mặt gạch này, mặt trước sáng, mặt khuất thì nó hơi tối đi. Thì đây là chế độ mà set là tương tác với ánh sáng, cũng là chế độ hiển thị màu này, nhưng nếu các bạn chọn consistent color là nó sẽ không tính toán đến cái việc mà tương tác ánh sáng, là tất cả mọi bề mặt nó đồng đều màu với nhau hết. Đó là như thế này, đó là cái sự khác nhau giữa hai chế độ này nha. Thì thông thường á, mấy cái phối cảnh mà dạng màu sắc chung như này thì hay để ở dạng này, tại vì sao? Nhìn nó có tương tác với ánh sáng, nhìn cái phối cảnh chung nó ok hơn. Nhưng đối với những cái phối cảnh tầng á, thì thông thường lại hay để ở cái dạng như thế này. Để làm gì? Để đỡ bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố về ánh sáng. Ví dụ như các bạn đưa cái này vào thì nhiều khi các bạn thể hiện bên trong này nó sẽ bị tối hơn so với kỳ vọng, cho nên là hay dùng ở trong trường hợp là nếu đối với phối cảnh mà các bạn muốn làm phối cảnh tầng thì hay để chế độ là consistent color để cho cái màu sắc nó tươi sáng hơn, nhìn cái phối cảnh của một cái tầng nó sáng sủa hơn.
Hoặc là không thì các bạn để cho dạng hai đường line thì nó sẽ như thế này, đúng không? Hoặc là nếu như các bạn muốn có màu sắc thì còn setting color còn cái phối cảnh này thì các bạn hãy để như thế này. Còn không thì nếu như mà các bạn muốn có phối cảnh nó thực tế thì realistic nha, đúng không? Nhưng mà để đạt được cái realistic thì các bạn phải chỉnh cũng khá là nhiều, nên từ từ rồi các bạn chỉnh chỉnh ngang đây cho phối cảnh nó có chất liệu, nó có màu sắc, nó ngon lành đã. Kế đến nữa là các bạn cũng có thể bật cái bóng đổ nó lên. Các bạn bật bóng đổ của ông phối cảnh lên được bằng cái công cụ này Shadow nhá. Nó có cái bóng đây. Các bạn dùng bật lên thì các bạn sẽ có cái Shadow ở đây, là có cái bóng đổ nha các bạn. Cái Shadow này, Shadow On và Shadow Off nha. Ở trên mặt bằng tầng cũng thế, mặt bằng tầng các bạn cũng bật bóng đổ được nhé. Ví dụ như thầy ở mặt bằng tầng 1, thầy cũng có thể bật được bóng đổ lên ha, Shadow On Off nha. Đây, tầng nào cũng được, mặt đứng cũng được nha các bạn. Ví dụ cái mặt đứng các bạn muốn bật Shadow On Off thì cũng được nha, nó cũng có cái Shadow này đó. Thì đối với lại một cái bóng đổ khi mà các bạn bật lên á thì chúng ta lại có một số thông số điều chỉnh như sau. Ở đây thầy đang hướng dẫn nha. Khi các bạn bật bóng đổ lên á thì chúng ta sẽ có một số điều chỉnh như sau. Các bạn sẽ lại bấm vào cái nút Visual Style này và các bạn sẽ bấm vào cái mục là Graphic Display Option. Bây giờ bấm vào cái dòng trên cùng nhé. Và chúng ta sẽ tìm đến cái mục là Shadow, là bóng đổ. Thì chúng ta ở trong này chúng ta cái việc mà chúng ta bấm cái bóng đổ on off này nó tương đương với cái việc chúng ta bấm vào cái nút Cast Shadow ở đây. Tương đương nhé. Hai cái thao tác này là một nhé. Cái việc các bạn bấm bóng đổ ở đây với cái việc các bạn bấm Cast Shadow ở đây là giống nhau. Cái thứ hai, các bạn vào trong cái mục là Lighting, là ánh sáng. Các bạn muốn cái bóng đổ của bạn nó bớt đen lại à, hiện nay ví dụ nó hơi đậm thì các bạn sẽ chỉnh ở trong cái thanh trường của cái Shadow ở chỗ này. Hiện nay đang là 50%, nếu như các bạn tăng nó lên 80 thì các bạn sẽ bóng đổ đen thui này. Các bạn muốn bóng đổ của bạn nó nhạt lại thì các bạn sẽ giảm cái thanh Shadow này xuống, là cái bóng đổ nó sẽ nhạt lại. Tất nhiên là nó ở một cái mức độ nào đó mà các bạn còn đủ để thấy bóng đổ, nhưng mà đừng có đen quá nha. Đen quá là các bạn sẽ bị mất cái chi tiết ở trong cái vùng này, là các bạn không hiển thị được đó, không hiển thị được cái chi tiết kiến trúc ở đây. Cho nên là thường thì bóng đổ ở chỗ này thầy hay để ở tầm 27 đến 30, 27 đến 30 là nó hợp lý đó, thì nó vừa đủ nha, khoảng tầm đó, đó là độ đậm nhạt của bóng đổ nha. Còn để điều chỉnh về hướng thì các bạn sẽ phải điều chỉnh nó dựa vào cái sinh pad này, cái mặt trời, dữ liệu mặt trời này. Rồi, bạn bấm vào đây nha, các bạn bấm vào đây. Và các bạn sẽ chọn là sinh setting, sinh setting. Bấm vào cái mặt trời và chọn là setting. Thì đối với lại một cái bóng đổ của công trình thì nó sẽ cho các bạn, thứ nhất là cho các bạn ba cái chế độ, là ba chế độ sáng này, thì thực chất là hai cái. Một cái là chiếu sáng từ top và right, tức là từ bên trên và bên phải sang, ok. Một cái là ngược lại, là top left và từ bên trái sang, các bạn thấy là bóng đổ. Tùy theo các bạn lựa chọn, tùy theo các bạn lựa chọn. Ví dụ trên mặt đứng này, các bạn thích là bóng đổ, và bóng đổ nó sẽ theo từ cái hướng nào qua. Ví dụ như là bên đây, đây là đang từ bên trên và bên phải hắt sang, đúng không? Ta sẽ chỉnh sang là top left thì bóng đổ nó sẽ theo cái hướng ngược lại này. Đó, đây là chế độ chỉnh sẵn. Ngoài chế độ chỉnh sẵn, hai chế độ chỉnh sẵn ra thì ta sẽ có sinh setting. Chúng ta có thể chọn lấy một cái ngày cụ thể nào đó. Chúng ta có thể chọn lấy bóng đổ trong một ngày cụ thể nào đó. Ví dụ như các bạn chọn chế độ single day thì nó sẽ có một ngày cụ thể nào đó. Ví dụ như là một ngày các bạn chọn thì nó gọi là one day solar. Cái ngày đông chí, hạ chí, rồi đông chí gì đó thì nó sẽ chọn ở đây. Ở trong một cái phạm vi ngày cụ thể từ ngày này đến ngày kia sẽ chọn ở trong cái multi day này. Hoặc là still là một thời điểm nào đó trong một ngày nào đó. Ví dụ như ở đây, nếu như chúng ta chọn still nha, summer solstice nha, hoặc là bây giờ ta chuẩn bị tới mùa đông rồi, winter đi, ngày đông chí, cho chế độ là still là một cái thời điểm cụ thể. Bây giờ đang là mấy giờ? Bây giờ đang là 11 giờ thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây là 11 giờ buổi sáng là am rồi. Chúng ta sẽ bấm ok nha các bạn, thì chúng ta sẽ có là cái
thời điểm này ngày Đông Chí nó đang nằm ở đây. Tuy nhiên nó chưa chính xác. Tại vì sao? Sun setting nha các bạn, vào sun setting này các bạn thấy location của công trình nó đang ở Boston chứ không phải là ở Đà Nẵng. Các bạn muốn thay đổi về Đà Nẵng thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ở đây nếu như máy các bạn có kết nối mạng nha, còn không có kết nối mạng thì chịu nha. Và chúng ta sẽ search vào đây như search Google Maps vậy á, Đà Nẵng nha, Đà Nẵng có nha, search đó, search Đà Nẵng. Chúng ta sẽ bấm vào đây là Đà Nẵng này và chúng ta bấm search nha. Đây mới có Đà Nẵng City nha các bạn. Thì trên Đà Nẵng City này thì nó có nhiều điểm đo lắm. Các bạn có nhiều điểm thống kê, các bạn công trình của bạn nằm gần cái tọa độ của cái nào trên bản đồ thì các bạn sẽ chọn lấy một cái. Ví dụ như chúng ta đang ở cái khu vực chúng ta đang ở cái khu vực này. Ở đâu rồi? Nhát zoom lên quá, chọn lại một điểm nha các bạn. Rồi chúng ta bấm OK nha. OK, Đà Nẵng City. Winter solstice còn không thì chỉnh luôn cái ngày về ngày hôm nay luôn đi. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 11 là 21 December. Tất nhiên là cái đây là cái dữ liệu cũ nha, là 2010 nha, chứ không phải là cái dữ liệu thực theo thời gian thực nha. Tại vì dữ liệu khí hậu thì các bạn biết rồi, học môn khí hậu xong thì các bạn cũng biết rồi, là cái dữ liệu được thống kê ở trong quá khứ nha, thì mới đưa vào đây rồi. OK, 21 tháng 11 tức là cái tương đương với ngày hôm nay đây. Bóng đổ thì các bạn có thể chọn ở trong, ví dụ như đổ xuống sân vườn nha các bạn, tức là cái tầng thấp nhất của bạn là sân vườn thì các bạn sẽ chọn đổ xuống sân vườn. Nó giống như chế độ đổ bóng ở trên SketchUp, để các bạn chọn ở trong mặt nào là bấm apply nhé. OK, chúng ta sẽ có đây bóng đổ vào lúc này trên công trình này đối với Đà Nẵng thì nó sẽ như thế này. Thì đó là cái thao tác chỉnh cơ bản nha các bạn, chỉnh cơ bản thôi. Cái này thì chưa tính đến cái việc là công trình của bạn nó lệch hướng so với Bắc Nam, mới chỉ chỉnh về thứ nhất là làm quen với chế độ là bật tắt bóng đổ nha. Cái thứ hai á, là làm quen với việc là chỉnh cái độ đen độ đậm của bóng đổ bằng cách là các bạn vào trong phần lighting của graphic display option và các bạn sẽ tăng nó lên. Và cái thứ ba là làm quen với cái việc là sun setting và chỉnh cái vị trí và chỉnh về cái ngày hoặc cái giờ các bạn mong muốn. Và cái cuối cùng trước khi các bạn thực hành trên mô hình của bạn, đó là có một cái chế độ rất là vui, đó là các bạn sẽ bật cái sun path on này lên. Đây nó có cái biểu đồ mặt trời cho các bạn ở trên này luôn nha. Đây nếu như các bạn chọn là sun path on thì nó có cái biểu đồ mặt trời của Đà Nẵng ở trên này cho các bạn luôn. Và các bạn có thể là chỉnh vị trí của mặt trời ở trong ngày đây để các bạn nghiên cứu bóng đổ, hay là các bạn di chuyển cái ngày sang một cái ngày khác. Đây phạm vi của nó là từ ngày hạ chí đến ngày đông chí đây. Đây các bạn lấy một cái ngày nào đó trên mô hình rồi các bạn nghiên cứu xem là bóng đổ nó ở đâu thì cũng được. Đây là biểu đồ của Đà Nẵng nha, với điều kiện là các bạn đã chỉnh cái này về Đà Nẵng City rồi thì cái này nó của Đà Nẵng nha. Giờ mọi người thử ở trên máy mọi người các cái chế độ thầy vừa mới giới thiệu nha.